Câu chuyện kỳ bí chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines trở về sau 4 năm mất tích. Vào buổi sáng đẹp trời, ngày 1 tháng 10 năm 2017, Matti Kali và các đồng nghiệp làm việc tại trạm kiểm soát không lưu sân bay Osaka, Nhật Bản bắt đầu ca làm việc của họ như bao ngày bình thường khác. Nhưng một việc bất chợt xảy ra khiến ai cũng bất ngờ. Một chiếc máy bay loại vận tải Y-8 bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt các kiểm soát viên không lưu. Máy bay hiển thị rõ trên màn hình radar. Chúng tôi nhìn thấy chiếc máy bay bằng mắt thường và radar lại hiển thị hình ảnh của nó, Matti Kali nói. Sau một lúc quét tần số, cuối cùng Matti Kali và các đồng nghiệp cũng đã kết nối được với chiếc Y-8. Đây là Matti Kali, các anh đến từ đâu? Nhân viên không lưu hỏi. Ôi chúa ơi, chúng tôi là máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, bay từ Kuala Lumpur về Bắc Kinh, chở thêm 239 hành khách. Chúng tôi phải bay làm sao? Chiếc phi công MH370 hồi đáp. MH370, các anh hơi bị lệch về hướng đông rồi, đây là Nhật Bản. Các anh xuất phát từ lúc nào? Chúng tôi cất cánh lúc 4 giờ 50 sáng ngày 7 tháng 6. Matti Kali lúc này mới bắt đầu thắc mắc bởi không có khả năng bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh chỉ trong hơn 30 phút. Và hôm nay là một buổi sáng tháng 10 chứ không phải tháng 6 như viên phi công thông báo. Nghi ngờ nghe nhầm, các đồng nghiệp của anh hỏi lại để chắc chắn. Các anh xuất phát ngày nào? Và tất cả đều không ngỡ ngàng khi nhận được câu trả lời ngày 7 tháng 6 năm 2014. Tức là chiếc máy bay đã xuất phát từ 4 năm trước và dự kiến sẽ hạ cánh ở sân bay quốc tế Bắc Kinh lúc 9 giờ 55 phút sáng. Các anh nghe đây, đây là Osaka, Nhật Bản, châu Á và hôm nay là ngày 1 tháng 10 năm 2017. Nhân viên kiểm soát không lưu thông báo sau khi kiểm tra dữ liệu và nhận ra rằng chiếc máy bay xuất hiện trước mắt anh là chiếc phi cơ đã nghi là mất tích cách đây 4 năm và bị nghi đã rơi xuống biển. Viên phi công chiếc MH370 sững sờ khi nghe tin này và gần như không thể giữ được bình tĩnh khi phát hiện mình đã bay tới Nhật Bản trong ngốc ngác 4 năm. Matti Kali nhớ rằng lúc đó các đồng nghiệp của anh đã cố gắng giúp viên phi công bình tĩnh để có thể hạ cánh một cách an toàn. Không lâu sau đó, máy bay hạ cánh xuống đường băng, từng nhóm hành khách bước xuống, trong đó có cả những đứa bé mới 6, 7 hoặc 10 tuổi. Điều kỳ lạ hơn là cuốn vé máy bay trên tay họ đều ghi dòng chữ giờ bay 4 giờ 50 phút ngày 7 tháng 6 năm 2014. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra lúc này. Nếu chiếc máy bay khởi hành cách đây 4 năm, những đứa trẻ cũng đã lên đến 14 tuổi. Và càng đau đầu hơn khi các hành khách đều nói rằng họ tưởng máy bay chỉ mới được cất cánh được 2 tiếng đồng hồ. Cảnh sát sau đó cũng kiểm tra thẻ căn cước của họ và xác nhận đây chính là những hành khách có mặt trên chiếc bay mất tích cách đây 4 năm. Các nhà khoa học khi đó cũng đã vào cuộc, nhưng chưa ai có thể lý giải được điều này. Đến lúc này, các nhà thuyết âm mưu mới vào cuộc và khẳng định rằng đây là minh chứng cho sự tồn tại của lỗ hổng thời gian. Theo đó, những hành khách trên chiếc bay nói trên đã lạc vào vùng không gian không xác định, khiến 2 tiếng bay của họ tại đó kéo dài 4 năm ngoài hiện thực. Đó là lý do khiến họ không già đi mà vẫn trẻ trung như khi họ mất tích năm 2014.